Vé xem show của Blackpink tại Việt Nam được giao bán, cao nhất 25 triệu đồng. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội tự nhận có nguồn cung cấp vé xem show biểu diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội dù ban tổ chức sự kiện chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào. Ngày 26 tháng 6, Blackpink xác nhận đem tour diễn vòng quanh thế giới Bonping đến sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay sau đó, vé của sự kiện trở thành chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi. Tính đến sáng ngày 28 tháng 6, phía concert Bonping tại Hà Nội chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức gì về số lượng, hạng ghế. Tuy nhiên, thị trường vé xem chương trình ca nhạc này đã rất sôi động bởi sự xuất hiện của các tài khoản nhận mua, nhận cọc để săn vé. Một tài khoản trên mạng xã hội gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh sơ đồ sân vận động Mỹ Đình kèm giá vé tin đồn dao động ở mức 10 đến 25 triệu đồng mỗi vé. Chủ tài khoản chia sẻ mình nhận tiền cọc để lấy suất mua vé nhưng không đảm bảo chắc chắn sẽ mua được. Tuy nhiên, nếu chuyển hết toàn bộ tiền vé thì người này hứa sẽ ưu tiên có vé. Người này giải thích, cọc này là cọc suất để giành vé nhé. Chứ không phải cọc 100% sẽ có đâu ạ, vì số lượng đang quá tải. Cọc 100% thì bên mình sẽ ưu tiên nếu có vé. Trường hợp mà không có vé sẽ trả lại tiền. Trong khi đó, một dân mạng khác thừa nhận có sẵn 1.000 vé và ưu tiên cho các anh em đối tác, cộng sự thân thiết để họ khỏi lo tranh giành vé, bị chém chợ đen. Lỡ cơ hội đến xem concert Blackpink tại Hà Nội. Đồng thời, người này còn hứa hẹn là cầu nối giúp các đơn vị Việt Nam có thể được tài trợ cho sự kiện. Trên các nhóm và diễn đàn pop khác cũng có một số người tự nhận có nguồn vé nên muốn thanh lý cũng như sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khán giả muốn đến concert Bonping tổ chức ở Hà Nội. Chưa kể, giá vé và sơ đồ mỗi người giao bán vé đều có vài sự chênh lệch. Tất cả khiến thị trường vé càng thêm hỗn loạn, khán giả Việt Nam yêu mến nhóm vô cùng hoang mang. Được biết, giá vé concert Bonping của Blackpink tại các nước Đông Nam Á gần đây có thể kể đến như Singapore dao động từ 168 đến 398 đô la Singapore, 2,9 đến 6,9 triệu đồng, Thái Lan 2.800 đến 14.800 bạt, 1,8 đến 9,8 triệu đồng. Nhiều fan Blackpink lo lắng tình trạng lừa đảo, chuyển tiền nhưng không có vé sẽ xảy ra trước khi nhóm đặt chân đến Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt trang fanpage cũng đang đổ xô chạy chiến dịch chơi game tặng vé Blackpink miễn phí, thu hút nhiều tương tác. Bởi người tham gia chỉ cần làm theo các bước đơn giản như like và chia sẻ page, bài viết, bình luận con số bất kỳ và đính tài khoản bạn bè, rồi chờ đợi may mắn. Hiện cộng đồng fan Blackpink tại Việt Nam mong ban tổ chức sớm đưa ra thông tin chính thức về vé concert. Theo tin công bố trước đó, concert Bonping của Blackpink sẽ diễn ra vào hai đêm 29 và ngày 30 tháng 7 tới ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đơn vị tổ chức concert Bonping của Blackpink đã gửi hồ sơ xin cấp phép vào đầu giờ chiều ngày 27 tháng 6. Đồng thời, ông Đỗ Đình Hồng cũng cho biết sẽ làm việc sớm và theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự để concert Bonping của Blackpink diễn ra tốt đẹp.